Cách đây chưa lâu, Arsenal đã chính thức bổ nhiệm cựu huấn luyện viên PSG Unai Emery vào chiếc ghế nóng mà Arsene Wenger để lại sau 22 năm gắn bó. Không nói cũng hình dung được những thử thách dành cho vị chiến lược gia người Tây Ban Nha là cực cao. Lực lượng mà Arsenal đang sở hữu sẽ khiến Unai Emery phải đau đầu. Hàng công pháo thủ chỉ tạm ổn, trong khi vị trí thủ môn, hậu vệ lẫn tiền vệ tại Emery đều có vấn đề. Đã vậy, ngân sách cho kỳ chuyển nhượng hè 2018 của Arsenal cũng rất hạn hẹp. Martin kêu lên. Tiếng, hy vọng rằng Unai Emery có thể giúp Arsenal giành thật nhiều danh hiệu cao quý. Và để làm được điều này, ông ấy cần có thêm những cầu thủ chất lượng. Đội hình Arsenal lúc này vẫn thiếu một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Huấn luyện viên Emery nên chiêu mộ Marco Vợ Giá Tí. Ông ấy cần một cầu thủ như Vợ Giá Tí để hướng đến thành công. Với cậu ấy, tuyến giữa Arsenal sẽ được nâng cấp. Nếu có Vợ Giá Tí, Arsenal sẽ đủ sức để cạnh tranh ở các đấu trường. Unai Emery đã có thời gian làm việc ở PSG cùng Vợ Giá Tí. Hy vọng rằng ông ấy sẽ là cầu nối để Arsenal thực hiện thành công thương vụ này.